cưa mới mua này mà cưa hiệu quả hết nhở? Ôi, 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 kinh chưa? Đi vào thôi. Cái máy cưa mới mua này mà cưa hiệu quả hết nhở? Không thấy cái gì vậy? Cái tiếng người nói gì vậy? Cái gì đây? Giữa đường gặp một lông chăn nó to như này này. Ôi giời. Rắn cái gì đấy? Nó xì lên. Ôi ôi. Chạy đi anh em ơi. Ôi ôi. Kinh thế nhỉ. Ôi. Cái gì đấy? Ôi ông kia ông làm sao ông run cầm cầm kìa. Ôi. Đâu rắn ở đâu? Đâu vừa gặp chỗ nào? Đang định chuẩn bị đi một đống ở đây luôn. Một thằng em đây chết đuối rồi sao ấy? Đây ôi, cái gì đây? Trong này à? Chạy chỗ khác rồi. Ui cha mẹ ơi. Ui nó trầu kia kìa. Ui nó trầu này kinh chưa? Toàn ăn trầu thôi anh em ơi. Ui nhau đống kìa. Bố nó chạy kìa. Ở tao phối rồi. Ra tao phối rồi. Xóa luôn. Nào mọi người xem. Nhiều thế anh ơi. Chút kinh chưa? Con này nó chui đây rồi đấy. Ui gớm thế. Đây là mọi người này, thì người dân người ta đây, người ta đi làm đồng, người ta đã gặp con rắn đất nó khổng lồ đấy mọi người nhá. Anh em đến này phát hiện 4 5 con này. Một con này. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con luôn. Con này giữ đi. Cũng chưa. Nó vun vào đầu đấy. Con giữ đi. Ui, con nào cũng giữ. Gớm ăn nhỉ. Nào mọi người này. Gớm thế. Tổ thế. Đây. Rắn hổ mang bành mọi người nhá. Hổ mang bành chúa này. Có con đột biến màu trắng này. Con kia trắng, trắng tinh luôn. Đột biến anh ạ. Cẩn thận chân thì nó chui trong cấm ấy. Thế xuống nhá. Ui, trắng chưa? Con nó giữ nhỉ. Đây may mày. Ui giời. Ui. Nó cắn rồi chết. Ui. Con giữ nhỉ. Phải gớm chưa? Núp nha, núp cũng vậy chứ. Ừ, núp nha, núp luôn này. Con này cắn có chết không anh? Ui, ui, kinh không? Tới đùi luôn đấy mọi người thấy không? Rất là hung dữ luôn mọi người nhá. Ba con là con nào nó cũng bảnh nhỉ. Ừ. Ui. Thật anh ạ. Con này dữ lắm. Dữ lắm. Ủa dữ lắm, con này dữ lắm. Con này dữ lắm. Ấy, anh em luôn đấy. Đánh là hàng tự nhiên nó dữ nhỉ. Anh thư phủ con đi anh, không để nó kín lắm. Rồi này. Ui dồi ôi. Đây chiến này, như túi. Cẩn thận nó vào tay. Đấy mọi người, thì khi anh em bắt rắn độc, anh em sử dụng một cái cây móc này mọi người nhá. Để tránh cái tình trạng nó cắn vào chưa. Vào tay, vào chân mình mọi người. Cẩn thận chân nhá. Ừ. Mày nắng ra ấy nhỉ. Sợ nhỉ. Ấy. Cháu. Ui dồi ôi. Sợ lắm anh ạ. Con này nó đột biến này. Chẳng hiếu luôn. Này mọi người này. Con này đột biến nó chẳng hiếu này. Con rắn này trắng heo heo nhỉ. Con rắn này có tiền đấy. Đấy, ừ. Trắng vậy cơ. Cũng trắng nhá. Con này bán được nhiều tiền không anh? Hả? Con này thì nó sẽ trị giá nó sẽ cao hơn những loại rắn khác. À đấy chứ.
Con này bắt đầu hổ mang bạch. Nhưng mà con này nó có nhiều không hay nó chỉ có một con như này thôi? Nó hiếm lắm, ví dụ nghìn con có một con nó màu trắng này. Chúng quả là nhỉ? Chúng quả rồi. Hàng nghìn con mới có con trắng trắng này. Đang đi vừa đi rửa lại cái nhà kia. Cái cây à? Cái cây. Có mấy cái xoài. Ua, con này đúng này. Quá được luôn. Tao biết cái tim này. Mình tính nhanh em ơi. Cái xương ao này biết. Quay review cho mọi người xem. Nè luôn. Đấy, cái nhóm. Nó bám rồi đấy anh. Ôi ơi, con này đúng kìa. Như ở trong kia còn con nữa đấy, cẩn thận. Nó đúng rồi đấy. Quá được luôn. Nhiên kìa. Này. Gớm chưa? Con này phành đều kìa. Ngon bành. À, gớm quá. Bố luôn. Con này hơn cân con này nhỉ? Hơn cân con thôi. Cẩn thận nó bố chân đấy. Nó trong cái đống này nó. Ờ trong đấy còn con nữa đấy. Nó vào nó cho phối đi. Nó vào nó lưu cữu lâu năm rồi đấy. Lưu cữu lâu năm lắm ở đây. Ui nó kinh con ấy cứ cong đều nhỉ. Con này rồi. Ui ôi ui kìa nó mổ kìa. Ui ôi. Nó nhắm. Ấy. Canh phải cẩn thận chứ không có nguy hiểm lắm đấy. Này mà không có đanh thì đem mình chịu không bắt được. Sợ lắm. Rắn này là cái loài rắn hổ mang người nhá. Thì cái loài rắn này nó rất độc, nó cắn người có thể tử vong trong vòng tức là một con rắn này nó có thể cắn 8 đến 10 người lớn trưởng thành có thể tử vong trong vòng 3 tiếng của người nhá. Nếu mà không được chạy chữa kịp thời. Ui, sợ nhỉ. Nên là rắn độc nó rất nguy hiểm. Đây mọi người này, xem này. Đấy. May quả đây phát hiện ra không đi dẫm vào. May mà không cũng dẫm vào đấy. Nếu mà dẫm vào nó cắn là đấy sợ quá nhỉ, hắn ngao luôn, ướt hết người. Đấy. Nó bị nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó cắn vào cái lượng độc nó tiêm vào rất là nhiều mọi người nhá. Đấy, anh em khuyên mình mọi người là nếu mà thấy những cái loại rắn này nên tránh xa ra mọi người nhá. Đừng động vào nó. Ủa, thợ ra tay. Ý ơi. Đánh bạo nhỉ. Được rồi. Bọn em chịu, bọn em không dám, bọn em chỉ cần nếu mà có con này cũng giữ này. Trong đây còn con này. Cái này nó cùng một nứa cả mọi người. Ừ. Đấy. Nó quấn lên vậy cùng. Đâu còn con nãy nó đâu. Nó xem nó chui trong cái miếng ấy. Ui giời nó quay tròn luôn. Ui nó quay tròn luôn. Quay quay được xem. Quay tròn luôn. Ừ. Ui, ừ. Nó bổ người đấy. Đúng chưa? Con này kinh lắm anh ạ. Đúng lắm. Ui, đầu nó ngỏng lên rồi. Ui đấy mọi người thấy không? Riêng cái loại này nó rất là dữ lắm mọi người nhá. Thì nó là dòng rắn hổ mang nên là cái nó có phân biệt của nó là cái bành này. Độ tự vệ nó rất là cao. Dòng này tự vệ nó cao. Ừ, nó có cái bành này đấy, thấy không? Rất là dữ luôn. Nó đang tự vệ này. Con này dữ nhất ấy. Ui đấy. Đấy, canh bạo nhỉ. Giật cơ mình. Anh nhìn em nhìn không này em đã quần. Đấy người thôi. Kinh. Ui giời. Kinh khủng lồ thật. Quá khổng lồ luôn. Ui dữ nó thả mà. Ôi ơi. Giời kinh. Ba Ấn Độ đi đi. Kinh. Đấy. Ui. Ui, anh đừng ấy nó bọn em sợ quá bọn em xem em cắn. Anh đi anh. Ui giời. Dữ chưa? Ừ. Và cái bành con này nó rất là đẹp luôn mọi người nhá. Con này trông hoa văn sau đẹp nhỉ. Hoa văn đằng sau quá đẹp luôn. Con này nó là con rắn đực nên là nó rất là hung dữ mọi người nhá. Cái khả năng là nó sẽ khi kiểu nó đang ra phối. Cái mùa này. Con này nó tầm khoảng 4 năm tuổi rồi. Cái giống rắn này nó để mà trưởng thành như thế này nó mất khoảng 3 đến 4 năm nó mới to như này. Vâng, anh có biết nhỉ. Đấy thì em chuyên gia bắt rắn mà. Mua rắn đấy. Ôi giời ơi. Cái mồm nó kìa. Nhìn đoạn nhỉ. Lắm. Ui, sợ lắm anh. Dữ lắm, con rắn này dữ lắm. Cẩn thận đây anh nhá, các anh làm không? Rồi, xem kiểm tra xem còn con nào. Kiểm tra xem còn con nào. Nhưng mà đúng rồi, lúc nãy anh gặp mấy con này đúng không? Đấy, đúng rồi, đây này luôn. Cách nó có 1 mét hay không, không biết là dám là nó cắn nhau là chết ngay. Tức là khi lúc nãy em đi là mình gặp nó giữa này đúng không? Vâng, qua chân đây. Năm sau có liền tụ vào nhau, cuốn quấn. Tôi nghĩ là trong cái nhà hoang này ra. Ừ. Hay là anh em mình vào trong cái nhà hoang tìm tiếp đi. Anh em mình vào đây, tôi chân nối cái nhà hoang chân. Vâng, đây. Đây mọi người này, thì bên trong này nó có một cái nhà hoang mọi người nhá. Có lẽ là bây giờ anh em sẽ vào trong này để lục hết cái nhà hoang lên đấy, mà còn anh em sẽ bắt và quay tiếp cho mọi người xem mọi người nhá. Thì mọi người xem nó cái video của anh em mình cảm thấy yêu mến anh em mình cho anh em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.